Cây tiếp theo là cây Hải Châu mã số 5, cây Hải Châu biển đảo. Cây có hoành là hoành tại vị trí là 55. Cây cốt rất là to, cây cốt lùng lực. Hoành tại vị trí là 55, hoành phía trên này là 50. Cây có chiều cao là 36. Tán ngang là 52. Cây cốt to lùng lực. Cây Hải Châu có bộ cốt rất là to. Cây đế bài, đế phun chậu, cây đế rất là to. Vị trí đế phun chậu. Phần này có phần lũa mọi người có thể đánh ra hang hốc sẽ rất là hay. Cây Hải Châu mã số 5, giá 4 triệu bao ship. Cây cốc to lùng lực. Dòng này có quả rất là to. Màu sắc quả rất là tươi.